body. Ủa nhưng mà sao cái người đó lại có cái bụng bự quá vậy ta? Trời đất ơi, mấy tấm hình của Nam Cường đẹp he, sao muối he. Một mình tôi làm hết hết trời. Make up nè, hết mấy hộp hứng khói của tôi luôn rồi đó. Còn dặn tôi nữa, đừng tiết lộ bí mật cho Nam Trộn. Dạ em xin phép chị. Dạ. Em lít lịch sự. Trời căng lắm. Căng lắm, không dám rờ mạnh. Có tập đúng, gym. Có tập gym mọi người à. Đến với chương trình Trai Đẹp Vào Bếp. Và như thường lệ thì mỗi tuần chúng ta sẽ cùng đón chào một chàng trai vô cùng lịch lãm, vô cùng manly, vô cùng đẹp trai sẽ đến với ngôi nhà hương vị và đem cho chị em chúng tôi những món ăn thật hấp dẫn. Đúng rồi, và nếu như chàng trai đó là một người đã có gia đình thì chị nghĩ như thế nào? Chị nghĩ nếu mà một người đàn ông đã có gia đình thì người ta sẽ có chiều sâu. Và chị thích cái chiều sâu đó. Nhưng mà tính ra từ trước tới giờ là hai chị em mình rất là ít khi gặp người đàn ông mà có gia đình. Chị là có nhưng mà hiếm lắm, mình bị bất ngờ, hiểu không? Mình bị bất ngờ. Em biết sao không? Tại vì mẹ nghĩ là hai chị em mình ế đó. Chị này. Chị dạ? Có mật thư của mẹ. Chào hai em. Vita thường nhận xét anh là một người đàn ông lịch lãm và ấm áp. Nhưng anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Nhưng đâu ai cấm một người đàn ông đã có gia đình ngưỡng mộ những cái đẹp, phải không nào? Và ngày hôm nay anh quyết tâm tới đây để cùng với hai em chúng ta sẽ có những giây phút thật là vui. Và đặc biệt sẽ nấu cho hai em những món ăn thật là ngon, để cho hai em tin được rằng trên thế gian này vẫn có những người đàn ông lịch lãm, nấu ăn ngon và rất ngọt ngào. Nếu như không làm, hình như là em biết hit lắm, có cái bài hit lắm, cái bài chuyện gì khó để Nam Cường lo, cái bài đó phải không? Chỗ vậy là chỗ tới giờ chuồng tới nhá, mời vô. Anh đang lạc vào nơi bồng lai tiên cảnh nào đây? Anh đang lạc vào hoa quả sơn đó. Dạ, đây là cái động anh. Cái động nè, anh thấy không? Đào hoa quả nè, đó bánh mì đồ đó. Là hoa quả sơn. Dạ. Là con ngủ không đây? Dạ, Nam Cường. Dạ em. Trời ơi, hồi nãy là tụi em mới vừa nghe cái giọng của anh. Trời ơi. Nghe cái giọng mà không biết là người đàn ông đó có gia đình luôn á. Tại vì cái cảnh này, giọng baby quá. Baby quá. Cái giọng nó thể hiện được luôn là có gia đình hay chưa luôn á hả? Trời ơi, tụi em rành về anh quá mà anh Cường. Còn xa lạ gì nữa đâu. Nhưng mà anh Cường ơi, tại vì ngày hôm nay anh đến đây không phải một cái điều dễ dàng để mà mình có thể mời một người đàn ông có gia đình tới đây. Rất bận rộn. Tại vì người ta bận rộn, người ta vừa giỏi việc nước đảm việc nhà. Hiếm khi mà người ta bước chân được tới đây. Đúng rồi. Đó. Nghe nó áp lực tâm lý quá. Đa số những chàng trai đến đây á là những chàng trai độc thân. Đối với những chàng trai có kinh nghiệm như thế này thì những cái thử thách mình đưa ra nó phải tăng cái độ khó lên rất là nhiều. Đúng rồi, nhưng mà trước hết á, dù sao ngày hôm nay tới em muốn hỏi anh Cường là khi mà mình có gia đình rồi á thì không biết là cái công việc anh chia sẻ với vợ của anh như thế nào? Mình chia sẻ với nhau bằng việc phân công việc trong gia đình. Ví dụ như một người đi ra bên ngoài để mà lo kinh tế cho gia đình thì người còn lại thì đương nhiên vẫn đi làm, nhưng mà phải dành nhiều hơn thời gian để mà chăm sóc những đứa nhỏ trong nhà. Còn ví dụ như những cái thời gian ví dụ như khi mà anh không có show á thì anh sẽ ở nhà để mà chơi với con, dạy con học, rồi đôi khi mình cũng vào bếp nữa để chia sẻ công việc của vợ. Hôm nay tới đây rồi là chắc chắn là anh Cường sẽ đem tới một món ăn đúng không nè? Anh nấu món gì ta? Anh sẽ nấu một món ăn rất là đặc biệt. Nó đặc biệt tới mức mà chưa bao giờ anh nấu cả. Wow. Hiểu rồi, có nghĩa là anh nấu một cái món ăn mới mà anh sẽ rất là vui. Dù mình ăn mình có đau bụng, mình cũng cảm thấy vui. Ủa nhưng mà trời, không biết là món gì vậy anh? Đúng rồi, rất là thắc mắc là món gì vậy? Anh sẽ nấu cho mọi người ăn món là gà tiêm ớt hiểm. Dạ. Đàn ông có gia đình hiểm lắm chị. Mà cay nữa. Đúng rồi, hiểm lắm. Nhưng mà đã tới đây rồi, hiểm cỡ nào
cũng không bằng chị em mình phải không? Phải vượt qua thử thách của tụi em thì anh mới lấy được cái nguyên liệu để anh nấu cái món ăn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên giữa Nam Cường và Phương Lan, để xem Phương Lan hay Nam Cường ai sẽ là người lấy được nguyên liệu. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên. Thử thách được mang tên chiếc miệng chát không. Vâng, chúng ta sẽ đến với thử thách này. Thử thách hả? Cái trò gì mà cái miệng cát không? Thử nghĩa là cái trò này là như sau. Chúng ta sẽ cầm cái mũ này nè, chúng ta để lên miệng, chúng ta sẽ đứng ở cái vạch kia, sau đó chúng ta sẽ đẩy 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 làm sao cái bóng đó đi qua hai cái cầu này, và ai là người về đích đầu tiên thì người đó sẽ là người chiến thắng. Đó nên là cái trò chơi này nó rất là nguy hiểm đối với những bạn làm răng sứ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi chứ ha. Ok. Mời hai bạn đứng vào vị trí. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Đừng để cái miệng cát không nha. Rồi, bây giờ trò chơi sẽ bắt được. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Nè, cẩn thận nha, coi chừng rớt hàm răng ra ngoài đó. Anh ơi, anh Cường ơi, phải đi qua cái cầu nha anh. Đúng rồi. Hai bạn ơi, cũng lên nào. Đừng để cái miệng cát không nha. Cố lên Cường, hay quá. Đúng là người đàn ông có gia đình, giống như là hai con vật đang đấu đá với nhau vậy đó. Anh Cường quả nhiên là một người đàn ông có gia đình. Hay quá, bé Lan đã vượt qua được cây cầu đầu tiên rồi. Bé Lan ơi, nhanh lên nào. Nhanh lên nào, vạch đích của chúng ta còn rất gần. Rất gần rồi. Hãy cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Yeah. Và kết thúc trò chơi. Xin mời bé Phương Lan đứng qua bên này. Bây giờ việc đầu tiên của Ngọc Xuyên sẽ kiểm tra cái miệng có cát không. Nếu như cái miệng có cát thì người đó sẽ là người thua cùng. Nhìn nước miếng đâu không có cát. Phương Lan ơi, hạ miệng ra em. Hạ miệng ra chị thấy. Wow, cái miệng sướng không. Rồi, anh Cường ơi, mở miệng ra. Wow. Rồi, vậy là chúng ta đã không phạm luật. Trong cái game này, anh đã bị thua. Và cái số nguyên liệu của anh để nấu món ăn này, tụi em sẽ lấy đi 50%. Tụi em rào trước rồi, tại anh không nhớ. Tại nó là anh nấu ớt hiểm, nhưng chưa chắc hiểm bằng tụi em. Đúng rồi. Hàng vậy em mặc đồ con sói rồi, đúng rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món ăn của Nam Cường. Em sẽ lấy một cái nguyên liệu mà dễ dàng thôi để giúp anh nấu được cái món này cho nó nhanh hơn, tại vì tụi em cũng muốn ăn. Đó là không ớt hiểm hả? Oh no. À, tức là gà tìm ớt hiểm, nhưng mà món này gà đi tìm ớt hiểm. Đúng rồi, gà để đi tìm nấu. Thiếu cái tìm, đúng rồi anh. Bây giờ mời anh Cường hãy giới thiệu cái nguyên liệu của mình. Thì nguyên liệu chúng ta đầu tiên là có gà nè, hạt sen và có cả củ sen nữa. Có một cái bộ gọi là cái bộ thuốc bắc á, có xả nè, salad son. Rồi mình sẽ có ớt hiểm bị dấu. Cái món này có bộ bổ à nha. Bên cạnh đó mình cũng thêm một số gia vị vô nữa. Rồi bây giờ mời anh Cường hãy bắt tay vào công việc của mình. Sẽ làm bước gì đầu tiên? Bây giờ mình nấu nước trước đi. Nấu nước trước. Nước sôi mình pha trà uống. Okay. Mình không thẳng, mình ngồi chờ gà nó sống rồi mình ăn. Ủa mình vợ anh là thích ăn món gì nhất? Hơi văn. Em nhìn lại em biết anh cũng biết nấu lắm á. Không, anh rất sợ chặt gà thiệt. Nấu những cái gì toàn gà toàn đem ra không, ngoài người ta chặt biết. Sẵn không mà. Anh cứ tưởng chị xuyên là được. Ủa em ơi, chị với anh Cường rất thân ngoài đời. Ủa vậy hả? Thì đó, mì quá thơm nè. Xuyên nè. Xuyên nè. Xuyên nè. Ủa vậy là anh không thích bé Lan cho lắm không? Không, mình cho vui thôi để mình làm cho không khí nó thêm sôi động á. Dạ, nhưng mà em thích Cường như vậy á. Hình như là em biết một sở thích của anh là anh rất thích ăn gà, đúng không anh Cường? Ủa sao biết hay vậy? Em nghe nói á, em nghe những cái người trong nghề rất là thân với anh bảo là khi mà người ta hay mua gà rán lên á, thì trong lúc họ đi quay là anh thường hay ăn hết gà của người ta, đúng không? Cái này tại vì anh... Đúng rồi, còn ví dụ như tới cơm trưa đoàn á, người ta ví dụ như hôm đó là ăn cơm mà có đùi gà là lúc nào anh Cường cũng ăn hai cái. Có mật thư của mẹ. Có mật thư. Hình như Nam Cường thích làm công an giao thông. Wow. Trời ơi. Là mình hát ở ngay đèn xanh đèn đỏ luôn á anh. Ủa anh ơi, anh cười hoài luôn. Anh có thể nói cho tụi em biết lý do tại sao có trở thành này được không? Cái này là anh tham gia vào một tiết mục và đóng vai già làng.
À, mà sao về làng mà ra ngã tư mà mình đứng như vậy anh? Anh thấy không? Cái bên đường mà có anh đứng á, không ai dám đi. Người ta chuồn hết người ta đi một bên đó. Anh thấy chưa? Thì em thấy không? Anh giảm tải giao thông. À là anh giảm một bên, anh dồn một bên. Anh dồn một bên, ít nhất là cũng có một bên thoáng. À, cho bên này kẹt chơi. Người ta thường là công an sẽ thổi bằng còi. Nhưng mà anh lại thổi bằng cái tù và. Sao chừng nào anh thổi bằng cái đùi gà nó mới bất ngờ chị. Cái gì mà thổi bằng cái đùi gà? Ủa anh Cường, anh cái cảm giác anh như thế nào khi mà trước khi mà mình có gia đình, khi mình có gia đình rồi cái là lại có con nữa, cái thành ra là cái chắc cuộc sống của nó thay đổi rất là nhiều đúng không nó anh? Thay đổi hơn, nó khiến mình phải có trách nhiệm hơn với gia đình. Mình cày nhiều hơn. Là làm show nhiều hơn. Đúng rồi, bào nhiều hơn đó. Ngay cả ví dụ như những cái show mà phải đứng ở ngoài đường mà thổi tù bà cũng phải nhận luôn không anh? Miễn là có cái xe. Có cái xe. Ủa mà con của anh Cường là được mấy tuổi rồi anh hả? Nhà anh hai bé, bé bằng tuổi em, bé bằng tuổi Xuyên. Ủa vậy? Tính ra là bây giờ anh 15 tuổi là đẻ rồi. Tính ra là anh cũng U50 vậy đó. Ờ chắc U mấy vậy đó. Trẻ thiệt luôn á. Bởi vậy ra đường ăn mọi người lầm lắm, tưởng anh tầm hai mấy này kia. Ăn gà nhiều hay sao? Ăn gà nhiều. Như cái món này nè. Bây giờ mình sẽ nước sôi rồi kìa, nước sôi kìa. Mình giảm lửa ở đây phải không? Mình có bỏ gì vô cho khi nước đây sôi không anh? Có. Mình bỏ cái tình của mình vào đây. Bỏ cái tình. Đó, để cho cái nồi nước thêm ngọt ngào. Nè bây giờ là em muốn biết anh nếm gì trong này không? Dạ muốn chứ. Mình nãy anh cho bột ngọt rồi, bây giờ mình cho thêm đường vào. À có mật thư của mẹ. Mẹ vô tình nói chuyện được với người đàn ông này. Xin chào Nam Cường, tôi là Sơn Công Thành, là người ngồi cạnh trong chuyến bay đi Hà Nội với anh tháng 2 vừa qua. Em là một fan cuồng của anh. Anh Nam Cường ơi, em thích anh lắm luôn á. Em nói cho anh biết nha, ở trong chuyến bay đó, em đã bỏ một viên thuốc mê vào ly nước của anh. Và em đã làm một điều mà anh Nam Cường không có ngờ được. Và em nói thiệt nha, em rất bất ngờ với những nốt ruồi son ở trên người của anh á. Anh có thể ngưng được không? Em muốn kiểm tra cái nốt ruồi son như người của anh. Của anh ở đâu vậy? Thiệt luôn hả? Ủa sao tự nhiên cái đó là ai mà fan Sơn Công Thành nghe gì đó? Cái tiếng là một người đàn ông, người con trai mà tại sao lại biết trên cơ thể của anh nốt ruồi son nằm ở đâu? Biết đó là tiếng của người con trai. Trời ơi, ai cũng biết mà, đúng không bé Lan? Cái giọng đầu chuẩn men quá mà. Giọng đầu chính là một cái giọng đâu ghép ở đâu một cái chương trình nào đó vào thôi. Nhưng mà tại sao lại biết cái nốt ruồi son như người của anh? Mà người anh có nốt ruồi son không? Có. Đó. Rồi trong chơi chuyến bay của anh là sao? Không, trong chuyến bay á, anh vừa rồi anh có post status đó là anh ngồi cạnh một bác hơi lớn tuổi, bác kỳ thị những người thích selfie. Khi đó anh ngồi anh đang selfie đúng tấm hình, anh check in cho vui thôi. Thì bác nghe điện thoại xong cái bác nói đang ngồi cạnh một thằng suốt ngày selfie. Bác nghĩ là bác mới đang rất nhỏ hiểu không? Mà không ngờ là anh thính tới như vậy. Không, nó vang động luôn á. Cái đó cái bí mật mà sao lại biết được hay nhưng ta? Nhưng mà bí mật tại sao cái người đó lại biết? Đúng rồi. Có thể là nhiều khi showbiz mà người ta có những cái chuyện thầm kín. Anh bị cái bệnh đó là đi lên xe hay lên máy bay á là ngủ thẳng cẳng luôn. À vậy hả? Nhiều khi đến lúc đó mình sơ hở, mình bị kẻ gian. Trời ơi. Đây là câu chuyện đi khá xa. Thôi chúng ta chốt lại ở cái món gà này đi nha. Ủa nhưng mà anh có tìm hiểu ví dụ như là con nít á, bình thường á ăn thì nó cũng ăn rất là khó đúng không? Đúng rồi. Vậy là mình phải có một cái thực đơn riêng hả? Nói thì anh là... có hay làm gì cho con anh ăn? Nó phải thay đổi liên tục. Có thể hôm nay nó khen món đó ngon nhưng mà ngày mai nó không thích món đó. Là chuyện bình thường là luôn. Là phải đổi sành sạch luôn. Mình phải đổi liên tục và lúc nào trong bếp phụng mình cũng phải có 2-3 phương án dự phòng. Nó rất là cực. Lại có mật thư của mẹ. Mẹ cảm thấy Nam Cường không chân thật trong mấy tấm hình khoe body. Ủa nhưng mà sao cái người đó lại có cái bụng bự quá vậy ta? Không, đã do tấm hình chụp ở hai thời điểm khác nhau là ví dụ như là hôm nay là có muối, qua ngày mai mình tắm nó trôi muối đi. Không, thật sự là cái tấm hình mà ở trần á, đó là tấm anh chụp họa đầu tháng 12. Còn cái tấm sau là tấm đang live stream. Thì lúc đó là thời điểm mà này là thời điểm gần đây nhất là sau Tết rồi. À em biết rồi, có nghĩa là tháng 12 là chưa Tết. Là anh là body còn đẹp. Tết anh ăn nhiều. Không, anh ăn nhiều gà quá cho nên là anh mới mập như vậy đúng không? Tại vì là thời điểm sau Tết đó là anh muốn ăn nhiều. Tại vì sau Tết anh bị giảm cân. Vì không biết tại sao anh bị sụt cân, xong cái anh ăn nhiều lên để anh mập mạp lên đó. Tại vì thời điểm sau Tết là thời điểm mà mọi người nghỉ show nhiều á, bị bệnh dịch đó.
À, cho nên là tranh thủ ăn cho nó mập lên. Có một thư của mẹ em nữa. Nghe sự thật nè, có một sự thật nè anh Cường. Mời các con nghe sự thật về những tấm hình khoe body. Trời đất ơi, mấy tấm hình của Nam Cường đẹp he, sao muối he. Một mình tôi làm hết đấy trời. Mắt gấp nè, hết mấy hộp hứng khói của tôi luôn rồi đó. Còn dặn tôi nữa, đừng tiết lộ bí mật cho Nam Trột. Rồi xong. Anh không thành anh nói em. Gì nữa. Anh muốn nói gì nữa thì ra là anh về. Anh Cường đâu có sao đâu anh Cường. Không, tại vì em biết em. Đó, không phải tại khi người đàn ông người ta chưa có gia đình người ta sẽ chăm chút bản thân. Còn có gia đình rồi người ta đâu có còn thời gian nữa đâu. Chạy xô rồi ăn vội một bữa nào đó. Thậm chí là ăn giật của bạn diễn đùi gà để ăn luôn. Không. Đúng không ạ? Em tụi em cũng thông cảm được. Tại vì tụi em biết là anh bận rộn. Rồi lo cho gia đình, lo cho con cái nữa. Thì có gì đâu mà anh phải giấu tụi em những cái chuyện đó. Nếu như mà mọi người biết cái lịch trình mà sinh hoạt của Cường á thì mọi người sẽ thấy thương, là thương, không phải thương gì? Mà là Cường là một trong những người nghệ sĩ mà có thói quen dậy sớm nhất. Bình thường à, anh sẽ dậy vào lúc 6 giờ kém hoặc là 6 giờ sáng. Là anh đã dậy rồi, đi về lúc nào cũng vậy. Mấy giờ ngủ không biết nhưng mà giờ đó phải dậy. Dậy mình lo cho mình xong, đó là lo cho con, đưa con đi học. Đưa con đi học xong tới khoảng 7 giờ rưỡi là anh đi vào phòng gym. Nó đều đặn cả một năm nay. Nhưng mà em thấy em muốn kiểm tra thật ở đây. Tại vì không có phải nào mà nhìn trên hình ảnh thì cũng có những cái đúng nó rồi, dối đúng gian rồi, đúng rồi. Thì bây giờ em chỉ muốn chị kiểm tra sao mà lôi được cái nốt ruồi son cho em nha. Đây đó, đây chị coi. Bây giờ em muốn từ đâu? Vạch anh giữ cái áo này cho em. Đây. À chị xin phép vợ anh chưa? À, đâu, người ta chỉ không xin phép vợ người ta. Em xin phép rồi hỏi con vợ người anh ta chịu la chị rồi sao? Thảo. Dạ em xin phép chị Thảo, vợ của anh Nam Cường. Được, hôm nay em được kiểm tra cái body của anh Cường để chứng minh rằng là anh Cường là một người nghệ sĩ có một cái body rất tốt. Em xin phép rồi. Dạ em xin phép chị. Dạ. Em lít lịch sự. Trời ơi, căng lắm hồng nhắm rồi mạnh. Có tập đúng, gym. Có tập gym mọi người à. Mặc dù sao hoa hồng, nước bọt hoa hồng. Sao muốn không rõ lắm nhưng mà sờ vô sờ kỹ á thì thấy được rõ hay không vợ anh biết chị biết làm cái gì. Không, thời điểm anh chụp tấm hình đó là anh siết lại cho nó ốm á. Nhưng mà thời điểm này thì cái bụng nó không được như thế bởi vì là mình đang xả cho nó bự lên á. Rồi bây giờ là mình làm gì nữa anh? Làm gì nữa anh? Giờ chờ cho nó chín nha, mình cắt củ sen này kia ra rồi mình lát mình thả vô luôn. Khi nào thì mình sẽ bỏ ớt vô vậy anh? Khi cuối cùng. À, cuối cùng mới bỏ vào hả? Em nghĩ là cái những cái công đoạn này nó cũng sắp là xong rồi á. Không biết là anh có muốn lấy. Hả? Anh cái người đàn ông của gia đình mà làm cái hành động mà sao mà nó thô thiển dữ vậy trời. Hành động không, đoạn này chắc là bị cắt rồi. Không, anh lấy hết để cho em cái đoạn này nha mọi người. Là nãy giờ những cái đoạn đẹp đẽ của anh là cắt. Cái đoạn này mới là lấy. Mình lấy hình những cái đẹp thôi. Tại vì thời lượng nó có hạn cắt. Sao nay mẹ nhiều một không, thư đừng, của ta. Đừng, mình đừng nhấn vô nữa, chỗ này cắt rồi. Dạ, mời anh coi một thư của mẹ em. Mẹ thấy Nam Cường hơi lãng phí. Đoạn này cắt rồi mà sao mẹ con. Rồi anh ơi, xung quanh nhà này đều là camera. Camera hết. Mẹ em có thể nhìn thấy hết tất cả mọi hành động của anh. À cô, tại vì thường thường á mình nấu những cái món ăn á, mình sẽ lựa những cái phần ngon và tinh túy nhất. Những cái sâu hư hay là nó không có được tốt cho sức khỏe mình nên loại nó ra. Hình như cái cục này là ngon nhất á. Ủa Lan, là em vừa lụm ở trên thùng rác. Em lụm đâu, em móc từ thùng rác ra mà. Là bây giờ là mình có ớt hiểm thôi đúng không anh? Ớt hiểm thì đương nhiên em nghĩ là muốn lấy ớt hiểm thì anh phải đến với thử thách tiếp theo của tụi em. Chính xác. Anh đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa? Ok. Ok, thì bây giờ xin mời anh để cái gì đó xuống và đến với thử thách tiếp theo. Vâng. Hết hồn. Hồn á. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất là đặc biệt. Đó là nếm đi rồi biết. Là với sao? Trò chơi này. Trò chơi này là đừng, Duyên đừng sợ, đã có anh đây rồi. Không, anh có vợ anh. Sao, không sao, đừng chia sẻ với nhau. Ai rồi cũng phải nếm hết. Nhưng điều đặc biệt ngày hôm nay là ngoài những cái món ăn, ngoài những gia vị còn có những con vật. Hả? Còn có những dị vật. Ôi, ông trời nào.
Ai biểu hôm nay anh đem cái món ớt hiểm tới làm chi? Để tụi em sẽ hiểm với anh. Bây giờ thì thế lại là em sẽ cho từng người nếm. Nếu như mà ai mà đoán được á nhiều hơn thì người đó thắng. Anh Cường đoán nhiều hơn, anh Cường có quyền lấy ớt hiểm. Okay. Còn anh Cường đoán ít hơn, em cho anh một trái ớt hiểm. Em đỡ anh nấu được cái món gà tìm ớt hiểm. Rồi bây giờ tới cái món đầu tiên nha. Tách tách nhau ra nè, ai cũng nếm hết á. Lè cái lưỡi ra. Ê! Gì á? Gì á? Rồi. Quen lắm mà không nhớ là gì á. Nó nằm trong một cái bộ hệ thống mayonnaise gì phải không? Em cho anh nếm nữa nha. Không. Nói chung là em cho anh biết nha. À. Cái màu đó, cái màu không, màu vàng. À. À. Màu tạc hả? Không phải. Màu tạc vàng. Màu tạc vàng đúng rồi. Anh Cường đúng, chị Xuyên sai. Ủa gì vậy? Của anh Cường là màu tạc vàng, của chị là muối ớt xanh. Chị quá xào. Chị quá xào khúc này Xuyên. Hai cái vị nó quá khác xa nhau. Rồi. À, giống như là con ghẻ trong cái nhà này vậy. Xuyên ơi em ơi. Rồi, em đừng. Xuyên hãy miệng ra. Em vui giờ muốn thấy anh như bây giờ. Giờ em cho chị rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi. Không chưa? Bước rồi. Mi. Em cho chị nếm lại. Chào ăn. Của anh Cường. Anh là cái cục me chua mà để nấu canh đó. Đúng rồi. Tỷ số rất là một đều. Rồi bây giờ tới món tiếp theo. Rồi tới chị Xuyên. Đúng hả? Ủa cái lá gì mà có lông vậy? Mơ. Phải không? Mơ. Chính xác. Mơ. Đưa cái. Mang cái gì mà lâu vậy? Thôi anh lè được ra đi. À cay quá. Ghê quá à anh Cường. Rồi của anh Cường là cái gì nè? Mayonnaise. Đúng rồi. Xuyên. Cay quá. Rồi món cuối cùng nha. Nóng quá. Một tạc. Thôi nha. Cay quá. Cay quá. Cay quá. Nè. Cay quá. Vâng. Và với tất cả những món từ nãy tới giờ, xin chúc mừng Ngọc Xuyên và anh Nam Cường đã có thể hoàn thành xong được phần chơi của mình. Anh Cường ơi, chúc mừng anh với 5 bàn thắng. Em tặng cái dĩa kiểm này. Em thấy cái trò chơi này anh có chơi gì đâu, toàn là em bị hại không đó chứ. Không, anh vẫn chơi mà. Mình sẽ cho ớt hiểm vào trong này. Đúng nếu mà rồi. Ai muốn ăn cay á thì mình sẽ cho cái ớt nó bầm cái ớt ra tí. Anh, em có nghe người ta nói là tùy người nha. Đúng rồi. Đối với những cái người ta hay ghen á, là người ta mà sắc ớt á là nó cay kinh khủng lắm. Phải không? Đúng rồi, tùy người tùy tay. Trời ơi, ở nhà anh em. Anh nghĩ là em sắc là xé lưỡi luôn. Em ghen lắm hả chị Lan? Rồi. Em ghen tại vì em muốn chiếm hữu. Hàng chi em muốn chiếm hữu giống như trò chơi mà em chơi với chị vậy đó. Thì đó, em chỉ muốn thùng hết tất cả mọi cái vô miệng chị thôi. Rồi sau khi mình bỏ vô là nó xong rồi hả anh? Mình bỏ xong mình để tí đi cho nó ớt nó chín chung luôn. Rồi. Wow, em thấy là cái mùi nó bắt đầu là thơm rồi. Trời em ơi. Em thấy mùi gì? Em thấy thơm mùi gì? Em thấy thơm mùi mùi gì đó. Gì? Mùi gì? Mình ngửi mình mới biết chứ. Nước bắc. Nước bắc là khác nha. Wow. Chín với anh. Chín rồi. Múc ra thôi anh. Em muốn ăn gà nhiều giống như anh vậy đó. Em thì anh thích ăn gà nên tiệc cũng thích ăn gà. Em muốn ăn ớt nhiều. Tại vì con người em không có hiểm độc á. Cho nên là em muốn cho bằng bạn, bằng bè, bằng em, bằng chị. Đó, và bây giờ món gà tìm ớt hiểm đã hoàn thành. Mình chờ gì nữa, thử coi cô nó hiểm tới cỡ nào. Anh Cường ơi, anh có thể múc cho tụi em được không ạ? Dạ, chứ anh lỡ nấu rồi, không lẽ anh không chịu múc. Ok, em muốn ăn cái phần nào của con gà? Em muốn cái này nè. Lan, chắc em thích ăn ớt đúng không? Em thấy anh có cái sự hiểm lắm rồi đó, thật sự. Rồi,
chắc là sẽ ngon lắm đây. Ồ, hạt sen nè, bở đều. Bở như vậy là ngon. Wow, nó cay như cái tên gọi của nó vậy. Bây giờ em sẽ ăn thử một ít hạt sen. Ăn thử cái gà coi coi nó vừa vậy chưa. Hạt sen quá mềm luôn anh. Chắc là nhờ em lúc nãy em nhắc anh á, bỏ vô thời điểm đó đó. Bây giờ em sẽ ăn mềm một miếng gà thử xem gà mềm tới cỡ nào nhé. Gà là nếu mà mềm thì nó không ngon. Nó phải hơi dai không? Dai mới đúng. Dai không thơm. Gia vị thấm đều. Nào, mình cùng nâng lên một cái đi nào. Ngon quá. Tại sao mình chỉ có cắm mắt ăn mà không uống với nhau một tí, đúng không? Cheers. Cheers. Rồi. Tại vì cay quá. Cay thiệt. Wow. Uống một ngụm nước vô xong em thấy cái sự cay nó không mất đi. Hình như Nam Cường mới ra MV mới hả con? MV bài Thành Thân. Wow. Ủa thiệt hả anh? Đúng rồi. Anh ra hồi nào? Anh mới ra hôm Valentine vừa rồi. Anh cầu hôn em được hôn. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái MV gì mà. Trời ơi. Ủa trời ơi. Có bé nào nhìn quen quá. Anh chờ mãi một lời thôi. Lời đầu em nghe giúp em về nhà anh. Trời. Ủa gì vậy? Ủa. Trời, dễ thương quá. Có nghĩa là cứ xài vô hoài vậy là thành thân đó hả? Không, cái này là chắc là mẹ xem nhiều chương trình của anh, cái mẹ mix lại với nhau á. Tức là một bài hát riêng, bài này anh hát chung với Hà Thúy Anh. Còn cái trong này là anh tham gia vào cái phim sitcom cùng với Phúc Zalo. Đó, cái mẹ chắc là mẹ mê Phúc Zalo nữa chứ mẹ mix vô luôn. Vậy là ở trong phim này em thấy là Phúc Zalo là ẹo quá, chắc là Phúc Zalo gì phải không anh? Đóng vai đàn ông. Đúng mà dựa giọng nhưng người mà ta. Nhưng mà thấy cái cách ăn mặc, cái cách trang điểm, cái không cách phải cách... Phúc Zalo đóng vai đàn ông, cạnh đó là bị trúng gió nên liêu xiêu. Chốt lại ngày hôm nay, cảm ơn anh Cường đã đến đây và đã đem tới một cái món ăn rất là bồi bổ cho sức khỏe. Và song song đó thì tụi em cũng đã biết thêm được là một cái người đàn ông của gia đình là như thế nào. Và tụi em nghĩ là sau này tụi em chọn người làm chồng á thì sẽ chọn những người mặc như anh. Rồi. Cảm ơn các em rất là nhiều. Ngày hôm nay đã cho anh một cái cơ hội để trổ tài nấu một cái món mà chưa bao giờ anh nấu cả. Nhưng mà cuối cùng mà chúng ta cũng ăn được. Ngon nữa, ngon đó anh. Đó. Rồi, bây giờ mình cùng nâng ly nào. Nào, 1, 2, 3. Yo. Và ngày hôm nay xin được cảm ơn anh Cường đã dành thời gian đến với Ngôi Nhà Hương Vị của hai tụi em. Và chúc cho anh Cường sẽ có nhiều bài hát hit hơn nè, rồi có nhiều vai diễn thật hay hơn. Và đặc biệt là chúc cho gia đình của anh sẽ càng ngày càng hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và hai đứa con của anh sẽ mau lớn rồi nghe lời ba mẹ. Cảm ơn em rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.